Xin chào các bạn đã trở lại với Mạnh Tiến Studio, mình là Nghĩa và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn đây là cái combo K10 cộng với một cái con micro thu âm đó chính là BM900. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video clip để hướng dẫn các bạn cụ thể làm cách nào thì chúng ta có thể kết nối được cái con K10 này cùng với con micro BM900 để chúng ta có thể hát livestream trên những chiếc điện thoại Android hoặc iOS. Việc đầu tiên thì các bạn nên chuẩn bị giúp mình gồm đầy đủ những phụ kiện như sau. Thì khi các bạn mua cái con K10, nhà sản xuất sẽ cho theo các bạn ba cái sợi dây kết nối chính như thế này. Đây là một cái sợi dây nguồn USB để cấp cho con K10. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cắm kết nối vào cái cổng USB ở trên con K10 các bạn. Thì con K10 này các bạn có thể cấp nguồn cho nó bằng những cái đốc sạc sạc của điện thoại nha các bạn, hoặc những cái đốc sạc dự phòng, và các bạn có thể cấp nguồn cho nó bằng những cái cổng USB trên máy tính hoặc laptop. Đây thì mình sẽ kết nối nó bằng một cái đốc sạc dự phòng 5V. Đấy, thì như thế này thôi thì các bạn đã kết nối nguồn được cho nó rồi nè. Tiếp sau đó thì các bạn phải dùng một cái sợi dây lấy nhạc để chúng ta có thể cấp nhạc được trên cái con K10. Đây là cái sợi dây 3.5mm mà nhà sản xuất cho theo. Các bạn để ý giúp mình thì sợi dây này chúng ta chỉ có hai ngắt thôi. Đó, sợi dây này thì chỉ có hai ngắt để chúng ta dùng để lấy nhạc nè. Các bạn cắm vào cái cổng là Music In ở trên cái con K10. Và dĩ nhiên là đầu còn lại các bạn cắm vào cái thiết bị phát nhạc, đó là điện thoại hoặc laptop có cái cổng 3.5mm. Như thế này là ok. Và tiếp sau đó thì các bạn kết nối mình. Đây là cái con sợi dây để kết nối vào cái con K10. Cái đầu này thì các bạn kết nối vào cái phần XMD ở trên con K10 nha các bạn. Đây các bạn để ý giúp mình ha, nhìn con K10. Và cái sợi dây này chúng ta sẽ có được một cái ngẩn. Đây, người ta sẽ dập một cái ngẩn như thế này. Cái ngẩn này thì nó nằm ở phía trên cái lỗ nha các bạn. Các bạn khi cắm các bạn nhớ để cái ngẩn này đó ở phía trên thì nó mới vào khớp được. Và lưu ý rằng cái sợi dây này nó có hỗ trợ chúng ta BK để chúng ta có thể livestream trên những cái nền tảng thì người nghe nói các bạn có thể nghe được và các bạn có thể tương tác lại được với người ta trên cái sợi dây này đó. Thì cái đầu còn lại, cái đầu 3.54 ngắt này, các bạn cắm vào cái thiết bị phát livestream. Hiện tại mình đang là phát bằng cái điện thoại iPhone nên mình cần thêm một cái jack, đó là jack chuyển Lightning dây 3.5. Đó, như thế này thôi ha. Và tiếp sau đó thì mình kết nối cái con mi BM900. Đó. Thì khi bạn mua cái con mi này thì các bạn cũng sẽ có được một cái sợi dây cho theo của nhà sản xuất, đó là sợi dây kết nối 3.5mm. Đây. Các bạn kết nối vào con K10. Trên con K10 thì chúng ta sẽ có được hai cái cổng hỗ trợ để chúng ta gắn mi. Đây là cái cổng mic 1 và cái cổng mic 2. Mic 1 này thì các bạn dùng để kết nối những cái micro thu âm sử dụng nguồn 5V như BM900 nè, hoặc là những cái con AT100 nha các bạn. Đó. Và tiếp sau đây thì cái cổng mic 2 này các bạn dùng để kết nối những cái micro đa năng đó các bạn, những cái micro đa năng giống như là Mac 19 hoặc là Mac 39 hoặc những cái con Shure mà chúng ta có được cái jack 6 ly để cắm vào đây thì các bạn có thể hát được trên con K10 rồi. Tiếp sau đó thì mình cần một cái tai nghe để chúng ta có thể kiểm âm nè. Đó. Thì ở đây mình có một cái tai nghe Hoco M1. Mình sẽ kết nối vào cái cổng headphone. Đây, trên đây chúng ta sẽ có hai cái cổng để xuất âm thanh ra tai nghe. Cái cổng thứ nhất nè, cái cổng headphone nè, cái cổng thứ hai này các bạn cũng có thể kết nối được nè. Nào, mình cắm cổng nào cũng được nha các bạn. Thì mình cắm vào cái cổng headphone để mình nghe. Đó. Như thế này thì ok nè. Bây giờ mình sẽ cắm kết nối cái cổng dây livestream. Đây, mình sẽ cắm vào cái điện thoại mình đang quay. Rồi. Ok.
Rồi bây giờ thì mình đã kết nối xong cái combo K10 cùng với VM900 vào trong cái điện thoại mình đang quay rồi nè. Đó, mình để cái một khoảng cách rất là xa, các bạn chẳng nghe mình nói nè. Alo, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 1, 2. Trong thói đời, cười ra nước mắt, sự trắng tay gọi tên bằng hùng sợ. Giàu sang quên kẻ tâm sau, còn dặn dối cho nhau. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ mở nhạc, các bạn nghe thử nha. Alo, 1, 2, 5, 6. Thì cái chất lượng của cái con K10 này cùng với cái con BM900 thì các bạn cũng không phải bàn cãi gì nữa rồi. Nó rất là phù hợp cho các bạn sinh viên, học sinh nè. Chúng ta có thể sắm một cái bộ combo như thế này để thỏa sức đam mê cái niềm ca hát của mình. Vừa túi tiền nè, mà chúng ta có thể giải trí được nè. Rất là nhiều cái công việc thì các bạn có thể sử dụng được trên cái con K10. Ngoài việc livestream thì các bạn có thể bán hàng này cái nọ. Rất là hữu ích nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem qua hết video clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip hữu ích tiếp theo. Bye bye.